Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm kịp thời khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, ra soát lại lực lượng lao động trong ngành du lịch để phối hợp với các trường, công ty du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp khóa đào tạo, nhất là nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, nhằm đáp ứng kịp theo nhu cầu khôi phục và phát triển hoạt động du lịch chuyên nghiệp bền vững, an toàn phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch đảm bảo các quy định về dinh dưỡng, thực phẩm, vệ sinh an toàn và các quy định khác liên quan đến vệ sinh an toàn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức liên kết du lịch với thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp tổ chức các chương trình tour thí điểm hai điểm đến một cung đường hướng đến mở lại tất cả các dịch vụ du lịch, chuẩn bị sản phẩm cho kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đáng năm 2022, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời điểm bắt đầu cho các chương trình liên tỉnh bắt đầu ngay từ đầu tháng 11 năm 2021. Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ động khắc phục khó khăn để mạnh liên kết hợp tác chuẩn bị các nguồn lực tái hoạt động du lịch đảm bảo các tiêu chuẩn tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19.